Bây giờ mình làm cái thủ thuật lấy 25 mana nhanh mấy anh. Thì mấy cái thủ thuật thôi. Tìm với 5 phép không mà, cho nên tôi lấy cái phép này. Đầu game cái tiêu nó mà quy trúng hơi đau. Mà tôi vừa quăng cái đúp cái kia nó mới tôi mấy ông ơi, bị trật nhịp rồi. Sao mà team nó đông quá vậy? Cái gì mà lúc nào cũng có 4-5 thằng vậy? Đang ăn gian người à? Quỷ salad này, quỷ salad nó đỉnh quá mấy em ơi, salad nó ngầu phải cái đấy. Ôi ơi 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 ơi, chết. Này muốn giết tôi lắm rồi. Ai sợ? Trời ơi. Ai má quỷ Lee Sin thiếu hit kìa, nhỏ dữ vậy. Chưa thấy ta long nữa. À ta long rồi. Cái gì vậy? Bên kia làm gì vậy? Cái gì vậy? Kia nó cay, sùa cay sao vậy? Quýnh gì vậy? Né hả? Tấp ba bộ. Ây da, má không thấy cái gỡ luôn á. Em có nơi anh thì không. Sẽ là xin vĩnh biệt cô. Em nhấn like subscribe cho tôi nha, cảm ơn em nhiều.